Anh rất vui được gặp lại quý vị khán giả thân thương của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Thưa quý vị khán giả thân mến, có một món ăn được mệnh danh là chàng hai lúa trong ẩm thực của Nam Bộ. Và dù cho chúng ta đi bất cứ ở đâu thì hương vị của món ăn đó chúng ta vẫn nhớ mãi. Không biết Ngọc Hương nói như vậy thì anh Hoàng có biết được là Ngọc Hương đang đề cập đến món ăn nào hay không? Dĩ nhiên rồi, khi em nói đến chàng hai lúa là anh liên tưởng đến một món bún, gọi là có phải là món bún mắm không? Anh Hoàng hay thiệt, đúng là đầu bếp chuyên nghiệp. Nói như vậy mà đã biết đó là món bún mắm rồi. Mà anh Hoàng biết không, em đi ăn mấy nhà hàng á, em còn thấy có lẩu mắm đó đó. Không biết là lẩu mắm với bún mắm có liên hệ gì với nhau hay không á? Thật ra lẩu mắm và bún mắm thì cũng như nhau thôi Ngọc Hương. Nhưng mà lẩu mắm thì người ta gọi đó là món ăn được cải tiến hóa chút xíu. Dạ. Mình có thể cho thêm nhiều thành phần nguyên liệu vào thì mình nấu cho một cái lẩu thì người ta gọi là lẩu mắm. Dạ. Còn nếu mà tụi nó nấu bún mắm thì người ta sẽ phục vụ như một cái tô. Dạ. Như vậy thôi. Vậy thì hôm nay anh Hoàng hãy hướng dẫn cho Ngọc Hương cũng như quý vị khán giả thực hiện món bún mắm được không anh Hoàng? Dĩ nhiên rồi. Để chế biến cho món bún mắm chúng ta cần những nguyên liệu và gia vị như sau. Chúng ta có phi lê cá lóc, thịt ba chỉ, một ít xương heo, tôm, cà tím, một ít sả và mắm linh, mắm cá sặc, dầu điều, tỏi, hành tím băm, sả và dừa tươi. Và những gia vị như sau, chúng ta có tiêu, muối, đường và hạt nêm Argingon. Anh Hoàng ơi, trong khi mà anh giới thiệu thành phần nguyên liệu với gia vị á, em đã hiểu tại sao mà món bún mắm lại ngon như vậy rồi. Tại vì nó đa dạng và phong phú các nguyên liệu và gia vị đúng không? Đúng rồi. Một phần quan trọng nữa là chúng ta nấu cái món bún mắm này, chúng ta sử dụng nước hầm xương từ xương heo nên có vị rất là ngọt. Bây giờ thì anh nấu hầm xương hả? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho phần xương heo này vào. Cà tím cắt như thế nào hả anh? Mình sẽ cắt thành khối lớn như thế này nè. Dạ. Cắt xong á, mình sẽ cho vào một tô nước có một ít muối. Dạ. Để cho cà tím không bị đen. Dạ. Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị một ít sả. Dạ. Sả chúng ta sẽ đập dập nha. Đập dập xong rồi cắt khúc. Cắt khúc. Tiếp theo chúng ta sẽ chuẩn bị phần cá phi lê. Chúng ta sẽ cắt lát mỏng như thế này. Dạ. Phần cá chúng ta chuẩn bị xong. Tôm để chế biến cho món bún mắm thì thường chúng ta sẽ luộc, sau đó mình sẽ bóc vỏ và chừa đuôi như thế này ha. Dạ. Phần nước dùng vừa sôi lên á thì phần thịt ba chỉ này mình sẽ cho vào luộc chung luôn. Dạ. Thì để chế biến món bún mắm thì chúng ta sẽ sử dụng nước dừa tươi nha quý vị các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ cho phần mắm này vào. Cho hai phần mắm vào chung ha. Dạ. Nấu sôi lên. Em sẽ đánh đều cho nó tan ra. Trong lúc em nấu nước mắm thì anh sẽ ướp phần thịt cá này nha. Dạ. Phần cá lóc sau khi chúng ta cắt lát như thế này, chúng ta sẽ ướp với một ít muối, tiêu, đường, một ít hạt nêm Argingon, một ít sả băm ha, một ít hành tím và một ít tỏi. Sau đó chúng ta trộn đều lên. Dạ. Mình phải ướp trong bao lâu thì cá mới thấm hả anh Hoàng? Em sẽ ướp trong vòng 15-20 phút là cá là thấm. Dạ. Anh Hoàng ơi, em ngửi được mùi mắm bốc lên thơm lắm rồi đó. Để anh xem như thế nào nha. Dạ. Đúng rồi đó em, bây giờ mắm đã nát ra rồi đó. Dạ. Thì chúng ta sẽ lược phần mắm này đi. Dạ. Hey. Thơm quá Ngọc Hương ơi. Dạ. Nước hầm xương như vậy là được chứ hả anh? Anh nghĩ như thế này là vừa chín rồi đó. Dạ. Bây giờ chúng ta sẽ gớt phần thịt heo và phần xương bỏ ra ha. Dạ. Này, em giúp anh mở lửa. Sau khi chảo vào dầu nóng chúng ta sẽ cho một ít tỏi, hành tím ha. Dạ. Tỏi, hành tím, sả. Dạ. Phần sả cây này vào luôn. Dạ. Ta sẽ đảo đều lên. Sau khi phần hỗn hợp này vừa thơm lên, chúng ta cho vào một ít ớt băm. Dạ. Và cuối cùng mình cho một ít dầu hạt điều vào. Mình cứ đảo đều. Dạ. Mình đảo đều hỗn hợp này ha. Thơm quá anh Hoàng ơi. Và cuối cùng chúng ta cho phần cà tím mà chúng ta chuẩn bị này vào luôn. Ủa, mình xào chung với cà tím luôn hả anh? Đúng rồi. Nước dùng sôi nè anh. Bây giờ mình sẽ cho phần mắm này vào ha. Tiếp theo chúng ta cho một trái nước dừa còn lại vào luôn. Bây giờ mình sẽ nêm nếm phần lại một ít gia vị gồm có hạt nêm Argingon. Một ít Argingon hả anh? Và đường. Sau khi chảo nó nóng á, mình sẽ xào phần thịt cá này. Dạ. Mình cho vào một ít dầu ăn. Nồi nước dùng bún mắm của chúng ta vừa sôi, chúng ta sẽ cho phần hỗn hợp cà tím với sả với các gia vị. Các gia vị vào. Anh sẽ chuẩn bị cắt phần thịt heo này. Mình cắt cũng cỡ vừa ăn hả anh Hoàng ha? Mình sẽ cắt lát mỏng vừa ăn. Dạ.
món bún mắm này chúng ta sẽ trang trí một ít thịt ba chỉ luộc chín ha. Dạ. À, một ít cá. Cho một ít rau muống nè. Một ít bắp chuối. Dạ. Bông hẹ. Dạ. Mình sẽ cho phần bún mắm này nè. Cuối cùng mình sẽ trang trí một ít lá tí tô ha, rau quế, rau húng và một ít ớt. Xong hết rồi. Quý vị khán giả thân mến, tô bún mắm của chúng ta nhìn thật hấp dẫn, đầy đủ màu sắc và cũng rất nhiều chất dinh dưỡng. Anh Hoàng ơi, còn chờ gì nữa cho Ngọc Hương thưởng thức món bún mắm này đi. Rồi, em đợi trong giây lát nha. Một ít cá ha. Đây. Cảm ơn anh Hoàng. Thơm mùi đặc trưng của mắm. Để Ngọc Hương thử xem. Anh Hoàng ơi, món bún mắm mà anh Hoàng nấu, Ngọc Hương cảm nhận một điều á, là nước dùng của chúng ta thì ngọt đậm đà, thơm mùi mắm. Và các nguyên liệu á, như cá thì dai, thịt heo thì ngọt, và tôm thì cũng ngọt luôn. Các loại rau thì rất là giòn, ăn quả là tuyệt vời đó anh Hoàng. Quý vị khán giả thân mến, hãy đừng quên đóng góp ý kiến cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày để mỗi ngày chúng ta lại gặp nhau với những món ăn phong phú và mới lạ quý vị nhé. Gửi thư về hộp thư số 1 Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Thời lượng dành cho chương trình đến đây là hết rồi. Kính chúc quý vị cùng với những người thân yêu của mình có một ngày thật vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.